Thưa quý vị, Liên Hiệp Quốc lên án những vi phạm nhân quyền khủng khiếp ở Nam Sudan. Văn phòng nhân quyền Liên Hiệp Quốc nói, chính quyền Nam Sudan đã áp dụng chính sách tiêu thổ, sử dụng các hành động giết người, hãm hiếp và cướp bóc thường dân trong khi chiến đấu chống phe nổi dậy trong cuộc nội chiến ở nước này. Một phúc trình mới công bố hôm thứ Sáu nói rằng, tất cả các bên trong cuộc tranh chấp đã phạm những hành vi bạo lực nghiêm trọng và có hệ thống nhắm vào thường dân. Nhưng nói rằng, các nhân tố trong chính phủ Nam Sudan phải chịu phần lớn trách nhiệm trong năm 2015, giữa lúc các lực lượng đối lập trở nên suy yếu hơn. Từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2015, Liên Hiệp Quốc ghi nhận hơn 1.300 vụ hãm hiếp trong một bang duy nhất trong tổng cộng 10 tiểu bang của Sudan. Văn phòng Liên Hiệp Quốc nói rằng, các nguồn tin đáng tin cậy cho thấy những nhóm liên minh với chính phủ Nam Sudan được phép hãm hiếp phụ nữ thay vì được trả lương, nhưng các nhóm đối lập và các bang đảng tội phạm cũng nhắm tấn công phụ nữ và các em gái. Văn phòng Liên Hiệp Quốc nói một số nạn nhân của các vụ hãm hiếp tập thể còn nhỏ, có em chỉ mới 9 tuổi. Ông Ziad Raad Al Hussein, cao ủy trưởng nhân quyền Liên Hiệp Quốc nói rằng, số lượng các vụ hãm hiếp và hãm hiếp tập thể được miêu tả trong phúc trình chỉ là những bức ảnh trong bức tranh toàn cảnh. Đây là một tình huống vi phạm nhân quyền khủng khiếp nhất trên thế giới. Các vụ hãm hiếp trên quy mô lớn được sử dụng như những công cụ khủng bố và vũ khí chiến tranh. Và mặc dù vậy, tình hình tại đây ít nhiều diễn ra mà không gây sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Phúc trình của Liên Hiệp Quốc có chứa những câu chuyện kể rằng nhiều thường dân được cho là ủng hộ phe đối lập đã bị thiêu sống, bắn chết, treo trên cây hoặc bị chặt ra thành nhiều mảnh.